Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay có ít đồ pin mình về đâu mấy bao á. Chung là mình nay đem ra vệ sinh đường mới rồi, mình đăng mình ra bán ha. Giá từng con trên sản phẩm là có hết rồi. Thì mình test từng con và nói từng con nó có khuyết điểm gì mình báo cho anh em biết luôn ha. Thì anh em nào mua hàng thì nhắn tin Zalo hay là gọi điện ha, chốt số và tên địa chỉ điện thoại thì bên mình sẽ ship hàng nha. Và nhắn tin trên Zalo hoặc là SMS nha, hoặc là gọi điện nha, đó là mình chốt như vậy nha anh em. Còn anh em mà comment ở bên dưới thì mình không có coi được hết nha. Và mấy cái hàng này là chưa bao ship hết nha anh em, chưa bao ship hết nha. Ví dụ như anh em nào muốn lấy số lượng nhiều thì cứ alo trước ha. Ok, rồi mình sẽ test thử cho anh em xem nha. Ai để test quay ra ngoài rồi lấy luôn đó nha, từ từ ha, để mình để cái máy ảnh tại chỗ cái đằng để cho quay ra cho mình không. Ông ngồi đây qua đây em, đây để tôi quay cho, đây để tao test cho. Chết cha, con này sâu quá sao ấy. Con số 1 ha, số 1 150k. Ủa sao con này rẻ vậy, 150k nha anh em. Để test thử cho anh em xem. Chạy hết. Mấy con này là bao chạy ngon lành hết nha. Em tự bao chạy ngon lành nha. Tại cái con này sâu quá nên mình lấy cái đũa này mình test nó mới được nha anh em. Rồi nó tới hù không thấy đường hay sao, để lấy đèn thấy đường hả, trời ơi con này thắng đầy đủ ha, điều tốc còn ngon lành luôn nha, 150 quá rẻ con này nha anh em. Và con này đầu kẹp là 10 ly đầu kẹp autolock luôn nha anh em, kẹp 10 ly 13 ta cho 10 ly đi, 10 13 gì đó. Chung là đậu tốc rất là ngon. Con này về anh em cắm bình chạy là rất là ok ha, 150k. Rồi, đó là con đầu tiên. Con số 2 ha, con số 2 là con Makita ha. Đây. Model Makita đây. Để im đi, em thấy là nó dễ ha. Đây Makita đây rất là đẹp luôn. Đó. Con Makita rất là đẹp. Đó. Ha. Rồi, để thử cho anh em xem ha. Gì mà anh cốt nghỉ luôn hả? Rồi thắng đầy đủ ha, điều tốc nè, quay cái nó gì kỳ quá ta, thắng ngon lành nha anh em. Đảo chiều, chiều đâu rồi, đây luôn 200k nha anh em. Rồi. Đó là con số 2. Tiếp theo nha, con số 3 ha. Con số 3 là con Hitachi. Con này thì 9.6V, nó bị cấn đây xíu nè. Đó anh em xem ha. Con này 150k luôn, đầu kẹp đầu dặn tay luôn ha. Này khoan ha, 5 chức năng. Đó, 5 chức năng bắn vít là một chức năng khoan ha. Rồi. Con này cũng ngon lành luôn nha anh em. Test thử cho anh em xem. Điều tốc nè, tốc đầy đủ ha. Đây có chức năng nhanh lẹ luôn nha anh em, à nhanh nè, chạy im đu nha. Ok, đó im đu nha anh em. Rồi. 150k con số 3 nha. 20 mình có hai trên video mình có 25 con nha anh em. Mình cố gắng mình quay nhanh ha.
con này cái nào trừ nào cộng ta? Cái trên cộng. Cái trên trừ. Cái trên trừ. Con này rất là ok ha, đầu ok luôn ha. Con này một trong con cũng khá là hot ha anh em. Con này giá 400 nha, con này chưa có pin đó. Mình đang chạy pin 12V nè, đó. Điều tốc đầy đủ ha. Một trong những cái dòng 12V mà khỏe nhất của Makita ha anh em. Con này 400k. Rồi, tiếp theo cái con con này không có đầu vít của mình. Ok, con số 5 ha. Con số 5 là 350. Con này thì có số luôn ha anh em. Có số luôn, chỉnh số được luôn ha nè. Chỉnh tốc độ, chỉnh số nó. Đó. Nè, đó, dặn nè, đó. Và than gời ha, con này nếu mà hết than, thay than cũng dễ dàng ha nè. Rồi, test thử cho anh em xem. Kẹp này nó bự quá, khó kẹp. Tóc nhỏ mà. Con này thì hình như là nó mất ấy rồi, mất thắng rồi. Con này mất thắng rồi anh em ơi. Con này bị dơ cò mất thắng rồi anh em. Chạy ok ha, chỉnh số được luôn. Con này này bán 300 thôi anh em. Mất thắng, 300 thôi đưa viết rồi. Để rút cái điện. Đẩy cái nắp viết rồi nên nó viết không ra luôn. Con này 300 nha anh em, con này là không có thắng, mất thắng. Đó, về đi anh em mà vệ sinh cò lại là ok nha. Rút điện cái đó coi. Con này con số 5 nha anh em. Ôi già mới mấy con mà 7 phút rồi. Rồi, tiếp theo con số 6, con này vừa về bị bể cái này rồi. Nhưng cò điều tốc còn rất là ok luôn ha. Con này thì giá 80k. Đó. Giá chưa bao gồm ship hết nha anh em. Đây. Điều tóc luôn nè. Trái phải đầy đủ nha, chạy rất là êm nha nè. Đó. Bị bể rồi. Đó, về anh em lấy cái motor. Con này nếu bán 80k bữa tôi đi mua cái motor nó tự ở đây luôn tới. Cái motor này là anh em về anh em tháo ra motor ha, hoặc là cái đầu này đầu kẹp tự động nữa ha, đó 80k con này. Rồi, tiếp theo con số 7, con này nó mình không có test được nên bán 80k luôn ha. Con số 7 80k luôn, về anh em tự nghiên cứu. Đó, đầu đây, đầu dặn đầu kẹp đây ha. Rồi. Tiếp theo cái con này con khủng long này đẹp long lanh luôn, con 500k ha. Con này thì trái phải ha, mà đặc biệt cái con này á thì nó xài là cái đầu bự nha anh em. Cái vít bự nha. Vít bự so với vít bình thường nha, vít bình thường mình 6 ly này nè, để vô nó hơi lỏng nè đó, anh em để ý nha. Đó, chứ đừng nói mình mua về không xài được nha, đó là anh em lấy vít bự mới để vô được nha. Đó. Rồi con này thì đẹp long lanh luôn, khủng long luôn, nặng nặng dữ lắm luôn anh em. Con này hình như 2 kg mấy nhớ. Rồi ok, test thử con này cho anh em xem. Quay 20 phút rồi, nếu mà mình quay nếu mà không hết thì bao chạy hết rồi, nói chung bao chạy ngon lành hết á. À chạy nè, con này chạy là cực kỳ mạnh luôn. Chạy im luôn nha, trái phải đầy đủ ha. Chết chạy cát chạy được rồi. Hả? Ok. Con này 500k nha, có cái vỏ pin luôn nha anh em. Đó. Rồi. Con đó số mấy vậy? Thôi được rồi, thôi lên. Số 8. Số 8 hả? Số 9 đâu? Đây. Con số 9 là con Hitachi, chạy trái phải đều rất là ok. Mấy con này anh em về câu ắc quy chạy là rất là ngon luôn nha. Con này thì 150k thôi. 150k nha anh em. Trời ơi. Có gì ta? Không có chung mấy con này mình bao chạy ngon lành hết cho anh em á.
Nói chung là làm vệ sinh sạch sẽ, vệ sinh bên ngoài nha anh em, chưa có vệ sinh bên trong nha. Đó. Cái kẹp này nó bự quá, khó kẹp quá. Cái dòng này đời thấp không có thắng anh em. Hả? Chạy im lắm. Có điều tốc nha. Nhưng mà nó không có thắng. Rồi. 150k. Con số 9. Tiếp theo con số 10 là con khủng nè. Ruby, con này 18V nha. Con này nặng chịch luôn và nó có chức năng bắn vít và chức năng khoan. Đó, nó 24 cấp trượt ha. Và con này cái đầu rất là ok. Cái đầu này anh em khoan rất là ok nha. Thì con này giá 500k nha anh em. 500k. Nói chung là trên dưới ok ha. Cái chỗ này nó bị bể cái chỗ này nhưng không ảnh hưởng gì hết trơn nha anh em. Đó. Là thấy không? Số 1, số 2 á. Cái miếng nó hình như còn trong đây luôn nè. Đó, số 2 nè, cái miếng này nè. Đó, nó còn luôn ha. Rồi, chạch thử cho anh em xem. Chạch chà nhỏ xíu rồi sao chạch vô đây ta. Chiều tóc nè anh em. Thắng rồi, ngon lành ha. Rồi. Chậm lại nè ha. Đó. Con này rất là ngon anh em. Anh em về để pin vô cái là chạy rất là ok luôn. Làm pin là vỏ này vỏ bự luôn. Anh em có thể xài ấy được ha. Đó. Đây. Rồi. 500k, con số 10. Rồi, tiếp theo con số 11 là 350 ha. 350 con xích. Con xích một trong những cái con mà chạy rất là ok nha. Con xích này nè. Xích thì cái dòng xích này thì có nhiều anh biết rồi. Nói chung là chạy rất là ok ha. Tại hồi trước mình cũng làm pin nhiều lắm nhưng mà mấy nay mình bận quá. Bận quá nên mình không có làm ha nè. Hiện nay mới về cái lô này thì mình làm cho anh em ha. Và mình còn khoảng 3 bao nữa. Bây giờ 3 bao nữa thì mình làm từ từ. Đây. Con này chạy rất là ok, nhanh, mạnh nữa. Thắng ok hết ha. Điều tốc nè. Đó. Đó. Thắng két két luôn. Con này có vỏ pin đầy đủ. Con này thì giờ vỏ pin bự, đóng pin thoải mái luôn ha anh em. Đóng pin thoải mái luôn. Rồi, 350. Con số 11. Con số 12 cũng là con ship luôn. Ship, con này rất là ngon nhưng mà không có vỏ pin. Ủa sao có vỏ pin thì bển người ta không đem vỏ pin qua ta. Con này không có vỏ pin 300 nha anh em. Nếu anh em nào muốn lấy vỏ pin mình sẽ để vô luôn 350 con này ha. Con này. Nhưng mà có vỏ pin là 350. Bển còn vỏ pin bển á. Dạ luôn. Nhà ok, để test thử cho anh em xem. Cái gì vậy? Con này có đèn luôn nha anh em. À, cái con nó mát lâu rồi nó con này cũng khá đẹp thì cái đầu nó cũng ok ha anh em, khá ok ha. Đó, hơi cung cung nhẹ nhẹ thôi. Rồi, thắng đầy đủ luôn. Thắng đầy đủ luôn ha anh em. Con này số 12. Tiếp theo, con số 13 ha. Số 13 là con này là con Makita ha, còn rất là đẹp luôn. Đó. Đây. 6908B ha, 90.6V. Thì con này thì giá 200 thôi. Đây. Giá bèo nhiều luôn. Bèo nhiều nha anh em. Trời, mấy kẹp này khó kẹp cũng chết luôn. Con này chạy rất là ok luôn. Điều tốc nè. Nhanh nè. Thắng nè. Đó. Đảo chiều ok hết nè. Rồi.
rất đẹp này, đẹp chứ. Đi được rồi. Đẹp này mất thời gian của anh em quá. Tôi cho anh em thấy kỹ. Rồi, con này 200k, quá rẻ con này luôn. Con số 13. Bán rẻ hơn 7 nữa anh em. Rồi tiếp theo con 14. Con số 14 của Hitachi ha. Con này 150k luôn. 150k luôn nha anh em. Rẻ bèo nhèo anh nha anh em. Rồi. Con này là full chức năng luôn nè. Điều đảo chiều, điều tốc là đầy đủ luôn. Rồi cò đảo chiều có vấn đề à. Rồi. Ok nha. Rồi, con này 6 watt luôn, giá 150. Full chức năng. Ha. Con số 14. Rồi, tiếp theo con số 15, con này 14.4V, con này của Hitachi. Cái đầu thì cái con này rất là nặng luôn, bự nữa ha. Con này còn khoan. Khoan có hai tốc độ nhanh chậm luôn ha. Cấp trượt đồ đều kia ha. Rồi con này cái đầu nó hơi xét, để chuyện nào ấy mình sẽ vệ sinh cái đầu này nhẹ lại ha. Thôi về anh em vệ sinh giùm mình đi. Giờ nói chung là bán quá rẻ rồi. Nên cũng không có vệ sinh cái này ha. Này vệ sinh nhanh lắm, xịt rửa bẫy vô xíu là dặn nó ra. Cái này trừ. Cái dạ. Rồi không tay. Tại cái kẹp này nó khó kẹp quá. Sorry nha anh em. Rồi. Chạy im ru luôn. Thắng đầy đủ nữa. Điều tốc nữa nè. Tốc độ nhanh nữa. Đó, đang nhanh. Giờ qua chậm đây. Thắng đầy đủ ha. Con điều tốc và thắng đầy đủ. Con này rất là ngon. Rồi. Con này thì giá là nhiêu ta? 250. Trời, con này rẻ vậy. Rồi. Tiếp theo. Con 16 rồi. Con 16 nha. Một con 16 là con của Đài Quát. Con này thì rất là ok, hai cái chọt đâu rồi. Đi chết nữa, chừng nó xích ra. Con này thì để mình làm cái cây chọt này mới gắn vô được. Đây. Biết nào rồi, trừ nào cộng. Con đồ quát này rất là ok luôn. Con này bán 250 mới đúng chứ. Con này mạnh lắm, đã lắm. Cấp trượt nó nè. Nó có hai mấy cấp trượt á. Tốc độ nhanh chậm nè. Chậm nè. Chạy tiếng rất là im luôn rồi. Rồi, con này giá nhiêu? 200. Con số 16. Rồi. Ủa, cái con này 16 hả? Ở đây con 23 rồi. Dùng hàng quá vậy. Rồi, con số 17. Có cục pin luôn, 150. Dạ. Lấy gì ấy ra coi. Con này chạy không? Con là đóng ra đi, rồi test con đó sao. Rồi, con số 18 này, con Hitachi, con 12V. Nó có ngoại hình hơi xấu, chạy rất là im ha. Cái đầu thì nó hơi gơ xíu. Anh em ha. Đây. Test thử. Rồi làm được không ạ? Sorry anh em, cái này mình làm nó hơi lộng cộng, nó hơi lâu, video hơi lâu nha. Anh em xem thông cảm nha. Con này chạy im, điều tốc đầy đủ luôn. Con này full chức năng luôn. 150k quá rẻ con này nha anh em. Con này 12V luôn.
về câu bình anh em xài bắn vít ở nhà rất là ok luôn. Bình HQ 12V của mình á. Rồi tiếp theo là con cưa ha, con này rất là ok luôn, con này giá 500k có vỏ pin luôn ha, đó 500k đó. Con này đáng lẽ là phải 600 với 500, cái lưỡi còn rất là ngon luôn, gỗ ha. Rồi để thử cho anh em xem. Video nhiêu rồi, 20 phút rồi, mình còn khoảng chừng 5-6 con nữa anh em gắn xem nha. Đây cưa đây, thắng đầy đủ ha, chạy rất là im nha nè, đẹp nữa. Rồi 500k nguyên con này, con này đẹp long lanh luôn ha anh em, đầy đủ luôn, 500k quá rẻ. Đây tiếp theo con Hitachi, con này sao nó xấu quắc vậy ta, con này 150k luôn, có vỏ pin luôn, vỏ pin này hết 50.000 rồi đó anh em, tính ra cái máy này có 100.000 rồi anh em. Đây mốt đi chợ mua kẹp dài, con này chạy im ru luôn. Con này có điều tốc thắng đầy đủ ha, nhưng điều tốc chậm nó không nhiều ha nè, 150k quá rẻ luôn, về nó tháo motor thôi cũng đủ lời rồi. Ok có cục pin luôn. Rồi tiếp theo là con số nãy giờ số tình lượng chơi gì trời, con này số mấy vậy? Số 19 20, con này con 20 ha anh em, con 20, con này của Makita, con này 200k luôn, con này chạy rất là im than rời nè, đó còn rất là đẹp luôn nha, đó ha. Rồi test thử cho anh em xem. Kiếp tích cho kẹp. Rồi đây điều tốc ha, thẳng ha, đảo chiều. Quá dễ luôn, bèo nhèo luôn. Con số 20 tiếp theo, con 21 đâu vậy? Đây con 21, một con hệ của Makita nữa ha, cũng còn khá đẹp nha anh em, con này chạy cũng rất là ok luôn. Nhưng con này là pin 12V. Đây test thử cho anh em xem. Con này có vỏ pin luôn, đầy đủ ha, con này về đóng pin thôi là chạy ngon lành luôn ha. Con này có đèn đầy đủ nha, thắng đầy đủ luôn.